Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì mình lại lên sóng cho các bác cái mẫu bình xịt thương hiệu đến từ Nhật Bản Osaka. Bình Osaka này thì nó sẽ có là một loại là loại một bơm và loại là hai bơm. Thì ở đây là cái Osaka thì trong những clip mà mình đã bán thì các bác cũng đã biết rồi, hàng chất lượng ha, giá cả thì luôn rẻ hơn so với thị trường vài 300.000 một sản phẩm. Tại vì cái những cái sản phẩm này là mình sẽ bán rẻ hơn từ 300.000 một sản phẩm trong các cái những cửa hàng truyền thống ha. Bởi vì cái số lượng của bên mình là đi rất là nhiều, hàng hóa thì về là cũng là số lượng cũng rất là nhiều. Thì bên phía tay trái của các bác là Osaka, này là bình 20 lít. Về cái phần nhựa thì nhựa của nó là nhựa ABS, nó rất là dày, rất là chắc chắn, thiết kế rất là đẹp. Này thì nó là 20 lít nhá. Đấy, sử dụng bình của nó đây. Đây là bình báo điện, nó cũng có ở đây luôn ha. Bình nó nằm ở dưới này, 20 lít. Về phần nhựa rất là đẹp. Ở sau này thì nó cũng có chống thấm này, đấy, chống hơi nóng này ha. Đấy, chống cho mình để khi mình làm việc lâu ngày, cũng như là có quai này, quai sách, quai đeo này ha, di chuyển nhá. Đây này thì nắp ha. Này, nắp này thì mình đổ nước, đổ thuốc vào và nó còn có cái lọc luôn ha. Đây là cái bình một bơm. Ở đây thì nó sẽ có cái phần là sạc bình ở đây. Và đây công tắc này, đây mình có thể điều chỉnh tốc độ to hay nhỏ ha, cao hay là mạnh này. Đây là thương hiệu đến từ nhà Osaka đây. Đây là bình này là nó là 20 lít, bảo hành cho mình là 6 tháng ha. Đấy, lỗi là đổi mới hoàn toàn. Phụ kiện đi kèm thì đầy đủ ha. Xíu nữa mình sẽ giới thiệu sau. Còn bên phía tay phải đây ạ, là đây là hai bơm cũng đến từ thương hiệu của Osaka luôn, của Nhật nhá, máy chính hãng nhá, rất là dày dặn luôn. Về cái phần cũng 20 lít hai bơm thì đây là sạc của nó đây ha. Hai bơm thì nó có hai cái công tắc ha, mình bật, mình di chuyển, mình bật ha. Đó, hai bơm nó khác với một bơm ha. Đấy, bác nào mà muốn mạnh hơn thì mình có thể sử dụng cái bình hai bơm. Bình này thì cũng là 20 lít nhá. Rồi về cái phần phụ kiện thì một bơm và bình hai bơm thì nó đều giống nhau ha. Có một vòi hoa sen này. Đây, bét này, hai bét này, ba bét này, bốn bét này, năm bét này, và đây là phiếu bảo hành chính hãng của Osaka ha. Rồi, còn đây là những cái ron ha, còn đây là cái sạc. Đều có sạc adapter, còn đây là dây cũng như là cái cần. Cần này thì nó là sẽ kéo được dài luôn. Đó, như vậy đó ha. Thì khi mà hàng về đến nơi thì các bác được test máy thử ha, thoải mái. Bình cần này cũng hơn 2,5 mét ha. Rồi, đó là về cái bình là hai bơm. Còn ở bên này cũng là bình một bơm, hôm nay thì mình cũng có giới thiệu rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ test cái bình một bơm. Bình một bơm ha. Đây, thì khi về mình sẽ gắn chặt vào cũng như là ron xin rồi đầy đủ vào và mình sẽ test nhá. Đây đó, đây mọi người thấy không ạ? Đây mình sẽ test. Đây, phun thuốc sâu ha. Đấy, đây rất là mạnh nhá, cực kỳ mạnh đây, rất là mạnh. Đây mình có thể điều chỉnh này, đó rất là tiện nhá. Đấy, đó đây, xuất xuất đây. Đấy, ok ha. Và sau khi mình muốn thì mình thể thay bét này. Ở đây thì nó sẽ có tới là 5 bét. Thì mình có thể sử dụng những cái bét phù hợp với công việc của mình. Vòi hoa sen đầy đủ ha. Đây là vòi hoa sen này. Đây, sẽ test thử cho mình cái vòi hoa sen này. Với giá thị trường thì những cái con này thì bên mình cũng bán rẻ hơn từ 300.000 một con. Đây là vòi hoa sen này. Đây vòi hoa sen ha. Đó. Còn mình muốn mạnh hơn mình tắt cái này đi. Đấy, mình bật cái công tắc này. Đây nó rất mạnh hơn nha. Đấy, thấy không? Đấy, để mình phun thuốc sâu này. Đấy, độ cao ha. Đấy, rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Hầu như là các bác thì những cái dòng này thì các bác cũng sử dụng rất là nhiều hơn so với mình test máy ha. Nhiều bác đã dùng biết bao nhiêu đời rồi. Ai dùng biết bao nhiêu cái sản phẩm rồi nhưng mà chưa sử dụng, có nhiều khi là vẫn chưa sử dụng cái dòng của Osaka này. Thì hôm nay mình cũng lên sóng này để xin được giới thiệu cũng như là mong được các bác ủng hộ mình trong video này ha. Còn cái phần bên này thì là mình sẽ khi mà mình muốn đây, khi
cái mình muốn đeo sau lưng thì mình sẽ gạt cái nó xuống đây. Đó, mình sẽ hoặc lên đây để mình di chuyển, để mình như vậy là sẽ tiến hành là đi làm. Hoặc lên vai cũng dáng vẻ nông nghiệp, dáng vẻ nông dân. Ngày xưa hồi nhỏ cũng làm ruộng rất là nhiều nhưng mà cũng không có cái bình này để làm. Thì bây giờ lớn lên thì lại không có ruộng, lại đi bán máy ha, phục vụ cho các bác. Đây, đấy, mình sẽ tiến hành là điều chỉnh với cái tốc độ, với cái lượng thuốc mà mình sẽ cần khi mình sử dụng ha. Cái dây nó cũng rất là dài nhá. Nó khoảng tầm 2,5 mét rồi ha. 2,5 mét rồi. Đấy. Đây. À, cũng khá là mát nhá. Về mà mùa nắng này thì khi mà mình không phun thuốc sâu nữa chắc mình cũng làm cái quạt như vậy là phun sương cũng được. À, để cho nó chạy cả ngày thế này được các bác ạ. Đấy, vẫn mát ha. Đấy. Được chưa? Ok chưa? Rất là đẹp nhá, rất là chất lượng nhá, hàng đẹp nhá. Cái này thì mình đã bán rất là nhiều rồi. Đấy, rất là nhiều rồi cho nên là các bác cứ yên tâm đặt hàng thôi. Giá cả thì hiện tại là cũng rất rẻ ha. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt đi. Rồi, tắt đi và mình sẽ báo giá cái sản phẩm bình xịt đến từ thương hiệu Osaka của Nhật. Dòng máy chính nha. Nha. Rồi thì ở bên góc trái màn hình của các bác thì con này là con một bơm. Một bơm thì giá của nó về cho các bác là 750.000. Một bơm là 750.000. Còn bên góc phải màn hình của các bác là 850.000. Là hai bơm nhá, là hai bơm đó. Thì sản phẩm của bên em là đầy đủ phụ kiện và bao ship cho các bác về đến tận nhà. Ở đây thì nó cũng rất là giống nhau cho nên là em mình sẽ quay cận cảnh cho các bác về vấn đề là một bơm và hai bơm. Ở góc trái màn hình là hai công tắc, là cái này là dòng hai bơm, à dòng hai bơm. Còn ở bên góc trái màn hình thì nó chỉ có là một công tắc ha. Rồi đó thì mình phân biệt giúp em Minh vậy, bởi vì trên video thì các bác có thể nhìn không phân biệt được cái nào là một bơm và cái nào là hai bơm. Thì ở đây đó, hai bơm, hai công tắc, một công tắc ha. Phụ kiện đi kèm cho các bác là đầy đủ ha, bảo hành 6 tháng của hãng Osaka. Rồi video này cũng sẽ dừng. Rất là chân thành cảm ơn các bác đã dành cái thời gian theo dõi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, cũng như là hãy nhấn nút like cho Minh, xin một like, một comment để có những cái động lực để review những sản phẩm kế tiếp để cho bác tham khảo ha. Giá cả hợp lý ha, tất cả đều rẻ hơn thị trường từ 300.000 một sản phẩm rồi ha. Các bác hãy nhanh tay alo cho mình góc trái màn hình ha. Bây giờ cuối tuần rồi, mình sẽ off video ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.